đời cũng tắt là phát thôi quá Ai bán chó đi? đấy Ai bán chó nào? Đấy Ai bán chó đi? Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ Ai số điện thoại bán của chó em. nào? Các bác xin kính chào quý vị và các bạn, chào tất cả các bác anh em, các bác chị em đi bán hàng rong. Bên em có phục vụ cái âm ly mini do bên em tự chế chạy bằng mía quy 12V chuyên dụng, dùng để đi bán hàng rong. Các bác, đây là âm ly bên em tự chế 100% nhé, chạy bằng mía quy 12V. Anh em nào có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112 nha. Bên em chiết hàng cho bác trên toàn quốc nha. Đây là một cái âm ly do bên em tự chế nhé, chạy bằng bình ắc quy 12V, ra một loa 15 hoặc là loa 10. Các bác có thể chạy hai loa 15 đi khi đi các bác đi ô tô nhé. Cái này là âm ly do bên em tự chế 100% nha. Hàng rất là đẹp. Đây là đằng sau có bốn chân rác này, rác loa này và rác bình ắc quy. Một là cộng bình ắc quy. Hai trừ là trừ bình ắc quy. Còn hai chân mà bên em được đề loa là các bác có thể đấu lên loa. Loa thì các bác đấu như nào cũng được. Đấy. Còn cộng trừ thì các bác cứ câu cộng trừ bình ắc quy 12V. 12V ô tô hoặc xe máy tất cả đều được hết nhá, cứ 12V là các bác đấu vào nhá. Đấy. Thì mặt đằng trước của âm ly ấy thì video em giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì công tắc tắt mở này. Đấy. Và ba cái nút đầu tiên của nó là bên phải sang á, là nút von ạ. Nút rửa là nút bát và nút ngoài đây là nút chép. Trên mặt có cắm USB thẻ nhớ. Có nút nấc bài, tạm dừng và tua. Đấy, anh em có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976. Máy làm bằng hộp nhôm tản nhiệt rất tốt nhá. Đấy, các bác là ráp vào xe máy thì các bác cứ lốt cho em một cái bìa cắt tông hoặc là bìa nhựa nhá. Là các bác gắn vào xe máy là rất là ok nhá. Các bác không nên buộc trực tiếp nhá. Các bác chỉ phải lốt vào hộp. Vì nếu mà các bác cắt mình miếng gỗ hoặc là làm cái hộp gỗ, các bác ghép vào miếng gỗ, bác buộc cái xe rất là ok nhá. Anh em nào có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Qua Zalo phải liên hệ số điện thoại, bên em để chiết hàng cho các bác trên toàn quốc. Đấy. Mẫu âm ly này là nếu mà dòng âm ly mẫu chế đấy, thì cái dòng âm ly này ở bên em là đang là thịnh vượng và bền nhất nhé, bền nhất, rất là bền. Âm thanh rất chuẩn các bác ạ. Rồi ok, đây là một cái đầu em đang gắn này, em đang gắn trên bình ắc quy này. Như cái này là dư mía quy này, cộng là các bác đâu cộng mía quy này. Đấy. Và trừ này, các bác đấu trừ mía quy này. Loa đây là cái loa 15 các bác này. Đấy, em đang đấu loa 15 này. Bây giờ em bật công tắc nhá. Đây. Đợi công tắc là phát thôi các bác. Ai bán chó đi? Đấy. Ai bán chó nào? Đấy. Ai bán chó đi? Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em. Ai bán chó nào? Các bác Ai bán chó đi? Ai bán? Các bác có nhu cầu đi bán hàng rong, mua bán hàng rong hãy cứ liên hệ với số điện thoại của em. Bên em đã chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nha. Rồi, xin chào và tạm biệt các bác nhé.